nói chung là câu chuyện về thời trang của chúng tôi thì mãi không có hồi kết. Đúng. Tại vì hôm nay anh ta thích anh cho anh mượn đồ mỏng quá. Nó lộ. Đâu có anh nói thẳng luôn á. Tại sao một con người gọi là đầy nam tánh như anh lại thể bận bộ đồ vậy được? Anh nghĩ sao vậy? Đây là một bộ trang phục có ý tưởng thiết kế từ zombie. Bởi vì khi bận trang phục này chúng ta không nào đi bình thường được. Không nào đi bình thường được. Không nào đi bình thường được. Như định của em mà anh. Anh chớm hồi nào vậy? Rồi khi nào anh chịu trả cái nơ cho em? Thôi để đi. Để anh bớt nghiêm túc lại hiểu không? An Trĩ Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nên đã có thêm An Trĩ Vương treo. Hiệu quả đã được chứng minh. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại sao mà chỉ có một mình tôi xuất hiện tại sân khấu của chương trình? Bởi vì người anh của tôi đang bận mãi mê ở bên trong để chuẩn bị cho một bộ đồ rất phức tạp, rất nhiều dây nhợ ạ. Cho nên là anh ấy cần phải chuẩn bị một cách đẹp nhất để có thể xuất hiện một cách chỉnh chu trước tất cả quý vị khán giả. Nào, người... Cái gì anh? Anh vì sao vậy? Hồi nãy là em thấy ở bên trong là anh thắt nơ, thắt nũng rồi đeo dây đồ dữ lắm mà. Thưa quý vị, đây là một bộ trang phục có ý tưởng thiết kế từ zombie. Bởi vì khi bận trang phục này chúng ta không nào đi bình thường được. Đi bình thường sẽ rớt dây. Tại vì cái cọng dây này nó bị ngắn quá so với lại người của mình. Nên chúng ta phải có một cái thế đi là chúng ta phải nâng cái vai phải lên tí xíu. Anh ơi, cái đó bó bột. Cái này là bó bột. Cái này là bó bột. Phải nói á, là mình mới vừa đúng. Khen là anh stylist là bắt đầu cho hai đứa mình là kiểu vô hợp gu với nhau cái rồi. Cái số đầu tiên đó quay đó. Lại là màu hồng hường đẹp. Tự nhiên cái số này không liên quan gì, không có đứa nào liên quan cái gì hết. Em là kiểu công business sở. Công sở. Còn anh, còn là, anh là trẻ trâu. Anh là hoàng tử ở trong bước ra di chuyện cổ tích á. Anh nói với hoàng tử không, anh giống như bị bệnh. Tại vì dây nhợ lòng tầm thống như bị xích lại vậy. Nói chung sao? Là câu chuyện về thời trang của chúng tôi thì mãi không có hồi kết. Đúng. Phải nói là ngày hôm nay gu thời trang của em với anh luôn là chủ đề. Đúng. Chủ đề ngày hôm nay của hai đứa là nhúng. Đúng. Đúng. Tại sao một con người gọi là đầy nam tánh như anh lại thể bận bộ đồ về được? Em thấy dễ thương mà. Tại vì thường là nhún như thế này nè là để nó che các khuyết điểm ở trên cơ thể của mình. Khuyết điểm nào em? Thì là... Anh với em không hề có khuyết điểm. À, quên đúng rồi. Ngoài thì chúng ta già. Không hề có khuyết điểm gì cả. Mà ngày hôm nay là hai anh chị ấy là mặc đồ như fashionista nha. Không còn những bộ áo giản đơn nữa. Trời ơi, còn khoác được một cái áo khỉ mà gọi là áo gió mà không xương mà chiên rồi đó. Mặc dù phim trường là 40 mấy độ. Và phải nói là quay trở lại mùa năm này thì là một cái điều rất là hạnh phúc đối với Sam và cả anh Huy và tất cả mọi người trong ekip trong chương trình. Bởi vì điều này chứng tỏ rằng là chương trình Sàn Đấu Ca Từ luôn được quý vị khán giả yêu thương và ủng hộ một cách rất là nồng nhiệt. Anh định đứng đây luôn hả? Không nói đi, mình là MC mà. Không phải. Tại vì hôm nay anh ta thích anh cho anh mượn đồ mỏng quá. Nó lộ. Đâu có anh nói thẳng luôn á. Ôi, anh ta thích. Hôm bữa anh nói anh ta thích là trời ơi, em mượn đồ nóng quá, em muốn xỉu. Kiểu dằn mặt á. Cho cái bận áo mà giống như tờ giấy vậy đó. Em thấy bánh tráng mà cuốn thịt lò là nồi tôm rồi đó, là thấy bánh tôm nằm bên trong là anh đúng đó. Đúng rồi, cái bánh tráng mà người ta tráng mỏng đó. Rồi. Thôi, lại là chủ đề về trang phục của chúng ta. Đúng vậy, thưa quý vị. Hồi nãy thì anh đi ngoài đường xe tự tấp vô luôn. Họ nhầm lẫn bộ đồ của anh. Rất giống với lại các anh đang thực thi nhiệm vụ. Chỉ khác là anh có thêm một cái phụ kiện. Ủa sao, em biết không? Ủa anh, em nhớ, ủa hàng chi này em không kiếm ra cộng nhân lịch. Cái này là cộng nhân lịch của em mà anh. Anh chớm hồi nào vậy? Em có nhớ không, rất nhiều chương trình, rất nhiều số chương trình chúng ta đã chì chiết stylist. Chúng ta nói xấu stylist là không có sự kết nối với hai anh em mình. Em thấy là vẫn mãi chưa có sự kết nối. Nên vì thế ngày hôm nay anh ấy đã bứt phá. Anh ấy lấy trộm cái đầu em gắn vào bộ đồ thường phục của anh. Ủa, cái này là cái nét chấm phá của anh stylist đó hả? Bộ đồ của anh rất là mạnh mẽ và nam tính. Nó vẫn không nam tính hơn anh ạ. Đúng vậy. Không sao. Không sao, không sao. Rồi khi nào anh chịu trả cái nơ cho em? Thôi để đi. Để anh bớt nghiêm túc lại hiểu không? Anh bằng bộ đồ này không có nơi nhìn nghiêm túc lắm. Anh không dẫn đi chương trình luôn á. Để chấm phá cho cái chấm bộ đồ của anh. Thật ra nó phá nhiều hơn là chấm. Nhưng không sao, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến đây hai vị đội trưởng rất là điển trai.
Thưa quý vị, hãy cùng chúng tôi chào đón vị đội trưởng đầu tiên, Phương Amy. Anh thấy thời trang là gì chưa? Người ta là phải vậy nè, đồ vest, đồ rồi bông, rồi thỏ nè. Trước khi Quân IP bước ra, anh cứ nghĩ anh là một biểu tượng của làng thời trang. Nhưng khi Quân IP bước ra, anh nên lùi một bước. Nên anh lùi bước về sau. Hôm nay rất là vui khi được gặp lại Quân IP. Dạ. Không. Xin mời. Em là vui hơn luôn á. Tại vì trời, đợt này là Quân IP là quay trở lại mà cái hình ảnh nó khác hẳn luôn. Nó rất là đẹp trai, rất là phong độ mà. Ôi. Cảm ơn chị Sam xinh đẹp. Xin mời Quân IP giới thiệu ạ. Dạ, đầu tiên thì cho phép Quân xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sàn Đấu Ca Từ. Hôm nay thì Quân đến đây là lần thứ hai được có cơ hội để tham gia chương trình. Và lần này thì bớt tâm lý hơn lần trước một tí anh ạ. Và cũng rất là vui vì hôm nay vẫn có chị Sam xinh đẹp. Đó, hay quá. Chị luôn ở đây bên cạnh em. Dạ. Mãi bên em, mãi yêu em. Trước chị có hát tặng em một đoạn, em thi khá tốt. Hôm đúng. Nay, hôm nay em cần chị hỗ trợ về tâm lý đúng không có, nào? Có. Chị luôn sẵn sàng. Nào, em cần gì? Em có cần đoạn hát nào, một cái đoạn feel, một đoạn rap nào? Em cứ... Bài hát của em luôn đi. Bài nào cũng được chị ạ. Bài... Không, bài này nói lên tâm trạng của em lúc này rồi, nè. Rồi, rồi, rồi. À, hay quá. Yêu thì thôi không yêu thì yêu rồi. Tâm lý em tốt lắm rồi chị ạ. Tốt lắm đúng không? Dạ. Chị truyền năng lượng tích cực. Chị là người mà chuyên gọi là truyền cái nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người. Có đáng yêu mà. Đáng yêu, rất đáng yêu, hay lắm. Thưa quý vị, cùng nhau chào đón với đội trưởng kế tiếp, một anh chàng rất là đẹp trai. Anh làm gì vậy? Anh giới thiệu người ta mà anh thể hiện như vậy? Phải, anh muốn ngầu. À, tại vì chàng ca sĩ ấy rất ngầu. Đúng, đúng. Rất cool. Hai anh em mình nãy giờ đã cool cool rồi, mình muốn ngầu lên để okay, okay. Đổi cái màu sắc thì khán giả không bị chán. Ok. Và sự xuất hiện đầu tiên, ồ giác, sẽ là sự xuất hiện của một chàng ca sĩ giác. Nói đi đâu. Ồ giác, sự xuất hiện của chàng ca sĩ yeah yeah yeah. Lại quay lại, lại gặp nhau. Nhưng mà đừng có ép em viết nhạc nha. Được, ý bé nó đừng có nhờ em viết nhạc. Đừng ép. Trời, ép. Bị... Trời ơi, bé dùng từ ép. Ép, tại sao dùng từ ép? Đặc trưng em làm chị buồn lắm. Em muốn tự nguyện. Em nên tự nguyện đi, tại vì lời hứa năm xưa đến bây giờ vẫn chưa làm. Hứa với em bài phải đen. Nói là đây là một cái thử thách dành những nhạc sĩ. Tại cái thật ra là để tìm được cái một bài hát mà phù hợp với giọng ca của em á. Em nghĩ là Đạt Chi sẽ có rất là nhiều bài hát phù hợp với lại em. Tại vì em á là kiểu dân là chuyên ẩm thực á. Những cái chủ đề mà về ăn uống là rất là hợp với em. Wow. Chỉ cần đẩy vô thôi là em sẽ đưa bài hát lên thành hit liền. Bé là rapper. Như vậy thế là bé nói rất là nhanh. Rất là nhanh. Đó, hết rồi đó. Vừa rồi chữ R bé giới thiệu hết cái album bài hát của bé sắp tới luôn á. Bé sẽ ra 6 album, 4 bài hát mới, 1 MV và ngoài đó đóng phim nữa. Sao anh dịch hay anh vậy? Anh dịch hết, hiểu nhau mà. Phải không quan sát? Chắc em phải đổi quản lý quá chứ mấy cái dự án chưa có mà. Chưa phải lên lưng à? Vâng, xin chào tất cả mọi người và xin chào anh Huy, xin chào chị Sao ạ. Và tất cả khán giả. Em cũng đấy nhanh mà đúng không anh? Nhanh không kém em, không kém em luôn nha. Và ngày hôm nay là hai bạn đến đây có chuẩn bị cho mình một cái chiến lược gì để giành chiến thắng chưa? Em có một chiến lược. Rất là chiến lược. Là sao? Là ý là em không biết làm như nào ấy. Em sẽ phải cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức. Đấy là một cái chiến lược là của em. Một cái chiến lược thật là chiến lược. Vâng. Rõ ràng, rất rõ ràng. Vậy thì còn Oset. Oset thì sao? Thật ra thì em đến chơi Sàn Đấu Ca Từ lần này là lần thứ 3 rồi. Nhưng mà chưa lần nào em mang theo chiến lược cả. Thì em có đến ai bảo em chơi thì em chơi thôi. Vô tư vô lo. Chơi sao chơi? Thế mới gọi là đi chơi chứ anh, đi chơi đúng, mà đúng, mình đúng, đi chơi game show mà, vui là chính. Nhưng mà tiền thưởng dạo này tăng lên á. Ồ, để sẽ nghĩ gấp một cái chiến lược mà có thể áp dụng được. Rồi, hai bạn ở cuộc sống có hay trò chuyện với nhau hay không? Nói chuyện mà trong một cái group rất đông người. Và em bảo hai ba người em là Osat á. Xong em biến mất. Tức là lúc đấy là đã biết nhau rồi nhưng mà lần này là tức là cũng có biết nhau nhưng mà lần này là đầu tiên gặp nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn đúng không? Vâng. Nhưng mà trong cái cuộc thi này chúng ta là đối thủ đó nha. Dành những cái phần thi đấu với nhau để có thể dành cho mình giải thưởng lớn của chương trình. Giải thưởng hấp dẫn lắm. Thế thì sau cuộc thi này chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhá.
Rồi. Em lên thì anh xuống. Ban nhạc với lại ca sĩ không có thích nhau. Không có thích nhau. Chắc chắn luôn. Ban nhạc không có ưa ai hết trơn á. Anh Duy, có một cái lời đồn về anh. Đó là nếu muốn thắng game show này, đừng chọn về đội của anh. Bởi vì anh hát rất hay, hát giọng rất cao, nhưng lúc nào cũng sai lời hết. Là sao? Lời đồn đó thật chính xác. Nhưng mà lần này lần mình quay lại rồi, mình có rút kinh nghiệm không anh? Trong máu anh là trong máu quên lời rồi. Không, cái kiểu của anh là em biết, cái kiểu của anh là kiểu feel á. Feel. Đúng rồi, feel hồi cái feel đi luôn. Đúng rồi, đi xa luôn. Hay hay vậy lắm á. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn có những trải nghiệm tuyệt đẹp thì hãy đến với đội của Thanh Duyên. Và cảm ơn Phó Lít Kim Cương. Dự án mới bạn như thế nào? Thì vừa rồi em cũng mới ra một ca khúc mới. Tiếp theo sau đó thì có thể là em sẽ ra thêm một mini album nữa. Nên là mong là mọi người sẽ ủng hộ những ca khúc mới của em. Chắc chắn, mọi người chắc chắn sẽ ủng hộ thôi. Nãy ở trong với anh với Liz có bàn với nhau là ngày xưa là anh chơi với chị của Liz. Ủa? Ngày xưa à, chị gái. Đúng rồi, chơi với rồi. Chị gái của Liz mà là chị ruột của Liz luôn, mà là hai người là gặp nhau trong liên hoan tiếng hát Quá Phương Đỏ. Đỏ. À. Hát cái bài đó đi để gợi nhớ lại kỷ niệm ngày xưa mình đi thi qua Phượng Đỏ. Bên phải à? Bên này nha. Này nha. Anh như này hay là anh như này? Bên này đi. Ok. Sao em muốn như vậy hay như vậy? Em muốn như này. Sao nhìn hai người này nhảy nhấm nhấm bước người của ta. Em này vào vô tụi vô chúng nhau nè. Chuẩn bị. Hai. Bên nhạc ơi, chuẩn bị cho tụi em một nét nhạc nha. Xeo vang xeo ca vang ca, có tiếng hát vang rừng xanh, vang lừng lao bao la, tươi xanh tươi, ánh sáng từng vùng hoa lá. Lây là lây hoa đô hoa, khắp nơi bình minh rắc rêu, hương đồng gió đông gió sang chiếu sang, bình minh sang ngập hồn ta. Tôi chỉ biết hát say sưa, hát lên chào mừng bình minh, đang lên vơi vơi la 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 la. Ta ca hát say sưa, hát lên chào mừng bình minh, sáng muôn lời. Lêu 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 lêu. Ủa anh không biết cái này hả?